Ngày mùng 2 tháng 6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023 với các điểm cầu trong cả nước. Hội nghị đã quán triệt, giới thiệu về các chuyên đề, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận, những nội dung mới về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết hội nghị trung ương, giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng đảng. Hội nghị còn bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và các địa phương.